Chào các bạn. Như đã đưa tin, vào sáng ngày 19 tháng 10, 2013, buổi offline so sánh máy chiếu với chủ đề Clash of the Titans, cuộc chiến như các máy chiếu khổng lồ, đã chính thức diễn ra tại nhà hàng Molinari số 5 Lê Duẩn. Sự kiện lần này do công ty Cơn Bão Số kết hợp với diễn đàn HD Việt Nam và VNAV tổ chức, với sự tham gia của 4 mẫu máy chiếu cao cấp đến từ Optoma, BenQ, Epson và Sony. Nhìn chung, buổi test và đánh giá đã diễn ra một cách công bằng. Ban tổ chức thực hiện 2 bài test để người dùng chấm điểm. Một bài test với chế độ mặc định và một bài test khác với các thông số đã được tinh chỉnh. Người tham dự sau khi kiểm tra các mẫu test sẽ chấm điểm dựa vào bảng điểm mà ban tổ chức cung cấp. Quá trình tinh chỉnh được ban tổ chức thực hiện dựa trên thiết bị đo màu chuyên nghiệp nhằm loại bỏ yếu tố cá nhân trong đó. Kết quả chung cuộc, BenQ W7000 đứng vị trí thứ nhất. Tiếp theo là Optoma HD8300, Epson TW8100 đứng vị trí thứ 3 và cuối cùng là Sony PLV HW50ES. Kết quả này phản ánh đúng những gì mà 4 chiếc máy chiếu đã trình diễn tại buổi offline lần này. Ở chế độ mặc định, BenQ W7000 chiếm ưu thế với độ tương phản cao và độ bảo hòa màu sắc tốt. Tuy nhiên, sau khi đã cân chỉnh, Optoma HD8300 vượt lên nhờ khả năng xử lý hình ảnh tốt hơn. Điều này khiến cho ban tổ chức phải thực hiện thêm một lần đối đầu nữa giữa BenQ W7000 và Optoma HD8300 để tìm ra người thắng cuộc. Kết quả cuối cùng, BenQ W7000 với số người cho điểm cao hơn đã xứng đáng trở thành chiếc máy chiếu tốt nhất trong loạt 4 chiếc máy chiếu đã tham dự. Ngoài 4 mẫu máy chiếu cao cấp đến từ Optoma, BenQ, Epson và Sony, một thương hiệu khác là Panasonic cũng đưa đến một model cùng tầm giá để trình diễn. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên ban tổ chức chỉ cho người dùng trải nghiệm sơ về mẫu máy chiếu này. Hy vọng, trong các dịp tái đấu tiếp theo, chúng ta sẽ thấy được những đối thủ đáng gờm đến từ Panasonic. Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của Clash of the Titans, cuộc chiến như các máy chiếu khổng lồ, chính là phần bốc thông trúng thưởng. Có một thành viên đã trở thành người may mắn nhất khi trúng giải Dune HD Connect do công ty Ân Nguyên tài trợ và một màn chiếu công do Cơn Bão Số tài trợ. Video tường thuật buổi offline Clash of the Titans, cuộc chiến giữa các máy chiếu khổng lồ đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong các sự kiện lần sau.